Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Vâng, thì hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2020, cũng là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch. Vâng, thì mình xin phép tất cả anh chị em, cô dì chú bác, vâng, mình chúc cho tất cả mọi người tháng mới gặp nhiều may mắn, mua may bán đắt, làm ăn thuận lợi, sức khỏe. Vâng, thì mình là cửa hàng xe máy Việt Thái. Vâng, vẫn như thường lệ thì hôm nay em sẽ review cho tất cả anh em, bạn bè, cô dì chú bác gần xa, vâng, một chiếc AB 2011 lẹp xi siêu cọp nhé. Vâng, thì ở đầu video mình cũng xin đọc địa chỉ cửa hàng của mình cho mọi người biết nha. Vâng, địa chỉ cửa hàng của mình là số nhà 5-3, khu phố 2, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vâng, số điện thoại của mình là 0969333777 hoặc 0988428669 nha mọi người. Vâng, địa chỉ cửa hàng của mình thì nằm ngay vòng xoay An Phú, Thuận An, Bình Dương nha. Cách vòng xoay An Phú có khoảng 500m thôi. Vâng, anh chị em nào mà muốn mua xe thì cứ đến ngay cửa hàng của mình để tham khảo nha. Vâng, cửa hàng mình có rất nhiều dòng xe. Vâng, có mua bán trao đổi tất cả các dòng xe cũ đã qua sử dụng, đặc biệt là có trả góp qua ngân hàng. Thủ tục chỉ cần chứng minh bằng lái hoặc chứng minh hộ khẩu. Và các bạn trên 20 tuổi không nợ xấu thì có thể mua góp được nha. Và phương án thứ hai là mua góp qua thẻ tiêu dùng tín dụng. Vâng, anh chị em nào mà có thẻ tiêu dùng tín dụng thì cửa hàng mình cũng góp qua nha. Và các bạn mua xe tại cửa hàng mình thì nếu như mà không có tiền mặt thì được quẹt thẻ, không cần phải đến cây ATM giúp, mất thời gian nha. Vâng, thì em cũng không để mọi người chờ lâu. Vâng, em sẽ vào em quay một chiếc AB cuối 2011. Vâng, hàng cực độc, có 102 siêu cọp nha mọi người. Vâng, chiếc AB này thì em được một ông anh ở dưới An Giang, vâng, chia sẻ lại một chiếc AB. Nói chung là nó mới lắm, cực mới luôn. Vâng, thì trong này nói chung là nó cũng không được sáng, nhưng mà em sẽ quay chi tiết cho anh em mình xem nhá. Vâng, đây là phần ốc trước này. Đó. Vâng, đó, ốc trước nha mọi người. Anh chị em xem kỹ giùm em nha, còn rất mới. Vâng, chiếc xe này thì lẹp xi nha mọi người. Đó, bóng lắm. Vâng, vỏ theo xe còn luôn nha. Vâng, chiếc xe này vỏ theo xe đang còn. Đó, ốc bánh trước nè. Vâng, vỏ theo xe thì 2011 nha mọi người. Có tay thắng nè. Xe này chưa hề hấn gì té ngã hay đụng chạm gì nha. Đó, anh chị em mình xem kỹ nha. Có một chiếc AB. Đây là phần bên hông nè. Đó, như mới luôn. Vâng, chiếc xe này nói chung là cực hiếm nha mọi người, không phải dễ gì mua được đâu. Vâng, đây mình quay cái phần đát nè, 2011 nha. Đó, lâm sản xuất 2011 nè. Hai chìa khóa còn nha. Đây anh chị em nhìn này, hai chìa khóa này. Đó. Vâng, ô đô của nó thì đi mới được có 2.682 km. Vâng, mình sẽ nổ máy lên cho anh chị em nghe nhá. Đó, đây là phần đường sau. Nó không một vết chảy, long lanh cảnh đảo nhá. Đây là gác chân sau nè. Đó, bát nè. Vâng, đây là phần nắp sau nha mọi người. Như xe mới luôn. Ốc tán nha.
Vâng, chiếc xe này thì mang biển số 67 An Giang 67L102643 nhá. Đó. Chiếc xe nào mà này mà anh em nào thật sự quan tâm dòng xe AB2011 hàng hiếm này thì đến cửa hàng mình tham khảo nhá. Vâng, giá thì của nó cũng rất cao. Cho nên là mình cũng không tiện nói giá đây cho anh em nhá. Nó ốc tán như xe mới luôn. Đây mình sẽ quay ốc cốt sau cho mọi người xem này. Đó. Thấy chưa? Chấm sơn còn nguyên nhá. Chưa một lần mở bánh sau nhá. Đó, anh em xem kỹ cho em. Vâng, một chiếc AB và nói chung là cực cọp. Đó, đây là phần ốc bên bô này. Ngáp chân sau của nó. Người ta không có đi cho nên là nó cứng ngắc à. Có bây giờ bên này là phần hông bên phải nhá. Nó trời ơi, cái xe nó đẹp thì thôi rồi chứ. Anh em nào mà đúng hệ chiếc xe này thì đến thì chỉ có rước về thôi chứ không có gì để mà chê nhá. Hai chìa khóa, hai tiếng theo xe đầy đủ hết. Vâng, bánh trước bánh sau chưa mở. Vâng, đây mình sẽ mở cái phần yên lên cho mọi người xem. Đó. Đây là cảng này. Ốc cảng sau nha. Nó còn mới cỡ vậy đó. Nói chung là em quay video thì nói chung là nó không được như ở ngoài thực tế đâu. Đây hai kiếng còn đấy mọi người. Hai kiếng zin theo xe nào. Vâng, năm sản xuất là hết đời luôn nha. Đó. Anh em xem chú ý cho em nha. Năm sản xuất là hết đời luôn. Vâng, hết đời của AB 2010-2011. Vâng, một chiếc xe quá hoàn hảo, quá đẹp. Vâng, anh em nào quan tâm dòng AB 2011 này thì ghé cửa hàng em tham khảo nha. Vâng, nói chung là trời trong nhà quay nói chung thì cũng không được nét lắm, cho nên mọi người thông cảm cho em. Vâng, thì anh em nào mà xem video thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho xe máy Việt Thái nhá. Vâng, cửa hàng mình còn rất nhiều dòng xe. Vâng, ví dụ như Vision này, Zalus này, rồi F150, Novo 6 này, rồi Subarim này, AB này, Sachia Solic. Vâng, đó, các bạn xem đi, rất nhiều xe để cho các bạn lựa chọn nhá. Vâng, giá cả thì đa dạng, nên là các bạn mà muốn mua dòng xe gì thì cứ alo trực tiếp cho mình. Hoặc các bạn vào Google đây, tìm kiếm này, xe máy Việt Thái này, số điện thoại của mình này. Đó. Rất mong được các bạn gần xa ủng hộ nhá. Vâng, thì em sẽ tách từng video, em sẽ quay video những chiếc xe nào các bạn yêu cầu. Vâng, cảm ơn mọi người đã xem video của xe máy Việt Thái nhá. Vâng, em xin chân thành cảm ơn.